Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Mó Việt Nam. Các bạn thân mến, Biển Đông là nơi tranh chấp của 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Trong số các quốc gia này, Việt Nam được các chuyên gia quốc tế đánh giá là nước có những hành động quyết liệt nhất với yêu sách phi lý của Bắc Kinh. Trái lại, Philippines được xem là nước thuần phục Trung Quốc trong các tranh chấp chủ quyền. Họ đã để mất bãi cạn Scarborough vào tay Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Duterte dự định sẽ khai thác chung dầu khí với Trung Quốc tại Biển Đông. Thậm chí gần đây, báo CNN của Mỹ đã trích dẫn thông tin nói rằng Trung Quốc có thể cắt toàn bộ điện lưới của Philippines bất cứ lúc nào. Các vấn đề này chúng tôi đã trình bày trong bản tin số 72 và số 92. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được phép trích dẫn bài viết của tác giả Richard Savard Hayden, Phó Giáo sư Khoa học Chính trị thuộc Trường Đại học De La Salle của Philippines, học giả nghiên cứu uy tín về Biển Đông. Bài viết này đã được đăng tải trên tờ Asian Times vào ngày 18 tháng 11 vừa qua. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chỉ định một chỉ huy lực lượng cảnh sát biển mới với quan điểm là thân Trung Quốc trong các vấn đề về Biển Đông. Phó Đô đốc Joe Sabian Garcia, tân chỉ huy lực lượng cảnh sát biển Philippines PCG và là giám đốc của Trung tâm Theo dõi Bờ biển Quốc gia, là người đề xuất hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc, đặc biệt là trong các vấn đề trong nước và hoạt động chống khủng bố. Theo ông Salvador Panelo, phát ngôn viên của Tổng thống Duterte đã ca ngợi Garcia là một nhà lãnh đạo có năng lực và tầm nhìn, sẽ đưa cảnh sát biển Philippines lên một tầm cao mới. Cảnh sát biển Philippines đóng vai trò thứ yếu trong các tranh chấp tại Biển Đông. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, PCG đã nhận được sự hỗ trợ nâng cao năng lực từ các đối tác nước ngoài khác nhau. Nhật Bản đã cung cấp các tàu tuần tra đa nhiệm và Hoa Kỳ thì đã hỗ trợ thành lập Trung tâm Theo dõi Bờ biển Quốc gia thông qua Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng Hoa Kỳ DECHA. Trong năm qua, lực lượng phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ cũng đã mở rộng các cuộc tập trận chung với PCG như là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm nâng cao nhận thức hàng hải và khả năng bảo vệ trên biển giữa các đồng minh và đối tác chiến lược của khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương. Trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, Bộ trưởng Giao thông của Philippines Arthur Tugues, người giám sát PCG, nói rõ rằng lực lượng cảnh sát biển Philippines sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng hải liên quan đến UNCLOS và tại Biển Đông. Bộ Giao thông Vận tải Philippines đang mở rộng hỗ trợ cho PCG thông qua việc mua tàu tuần tra mới, thiết bị giám sát hàng hải và mở rộng biên chế lên tới 36.000 nhân viên. PCG dự kiến sẽ tuyển dụng 4.000 sĩ quan mới để đưa vào tạm tuyển và nhập ngũ trước khi kết thúc năm 2019. Garcia được biết đến với sự quan tâm sâu sắc đến luật pháp quốc tế về hàng hải và đã nổi lên trong những năm gần đây với tư cách là người ủng hộ hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc để duy trì hòa bình và xoa dịu các tranh chấp tại Biển Đông. Điều đó đã đẩy anh ta sang phía bên kia của những người phản đối hoạt động của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp. Các tàu Trung Quốc trong những tháng gần đây đã ngăn chặn các nỗ lực của Philippines trong việc vận chuyển vật tư và vật liệu xây dựng đến tại đảo Thị Tứ. Gần đây, Garcia đã công khai cảnh báo một thuyền trưởng người Philippines trên một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hy Lạp, người đã từ chối rời khỏi bãi cạn Scarborough, bất chấp những cảnh báo của lực lượng hải quân và hải cảnh Trung Quốc. Garcia khen ngợi phi hành đoàn người Philippines đã khẳng định quyền đi lại của họ xung quanh bãi cạn, nhưng lại lo ngại rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao. Và ngay sau đó, một số nhà phê bình đã cho rằng đây là hành động mềm yếu trước Trung Quốc. Garcia cũng đã công khai ủng hộ việc thăm dò năng lượng chung với Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp. Một đề xuất gây tranh cãi đã bị chỉ trích gay gắt từ các luật sư hàng đầu, bao gồm cả thẩm phán tòa án tối cao đã nghỉ hưu gần đây là ông Antonio Capio. Theo Garcia, cảnh sát biển Philippines nên tập trung nhiều hơn vào các vấn đề an ninh phi truyền thống, cụ thể là các hoạt động chống ma túy và chống cướp biển thay vì tranh chấp lãnh thổ. Các bạn thân mến, trên đây tôi vừa trình bày những nội dung cơ bản trong bài viết của tác giả Richard Savard Hayden. Phần bình luận về chính sách và đường lối của Philippines trong thời gian gần đây trước một Trung Quốc hung hăng và bá quyền xin nhường lại cho quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.